Cúp pha bóng vỉa siêu to khổng lồ tại Cúp pha Việt. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại công ty phụ kiện và Cúp pha Việt. Đây là một cái mô hình cúp pha bó vỉa rất là lớn nha. Chiều ngang nó là 50 cm và chiều dài đó là 1,2 m của một vị khách hàng đặt công ty Cúp pha Việt sản xuất. Thì anh chị thấy đó, đây là cái xương ngòi mình làm bằng V rất là chắc chắn và đảm bảo cho khách hàng là đổ cúp pha bó vỉa lớn 50 1,2 m nhưng mà không bị bong chóc nha, không bị bung, không bị cong ven. Thì bộ xương mình làm chắc chắn bằng V3. Và mình hàng gia cố bên ngoài rất là kỹ luôn. Thì ok, nếu anh chị nào cần thiết kế các loại cúp pha như bó vỉa, hố ga, mương nước thì hãy liên hệ của mình, số điện thoại là 0932087886 nha. Thì ok, đây là mà anh chị xem qua ha. Bộ cúp pha này mình sử dụng bu lông nha. Mình sử dụng bu lông. Khi mà mình báo giá cúp pha mình sẽ báo giá là bu lông là miễn phí cho khách hàng. Còn nếu khách hàng nào muốn sử dụng chút sâu thì bên mình sẽ bán thêm chút sâu giá 4.500 một con, giá hiện tại thời điểm ngày 17 tháng 8 năm 2022. Thì ok, anh chị hãy liên hệ số điện thoại 0932087886 để được mình báo giá chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo của công ty Cúp pha Việt. Bye bye.